Chào các bạn, hướng dẫn các bạn cách cập nhật thay đổi số điện thoại tài khoản Facebook. Bây giờ thấy nhiều bạn sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Facebook á. Thì nếu mình dùng SIM 11 số đăng ký ấy, thì mình phải chuyển về lại 10 số để sau này chẳng hạn như mình tài khoản mình bị out đăng nhập không được á, thì mình có thể phục hồi lại tài khoản được. Còn mình không chuyển đổi sau này mà khi mà nhà mạng kết thúc lịch trình chuyển đổi thì mình sẽ không có chuyển được nữa. Rồi thì cái này thì chỉ có SIM 11 số, vậy còn SIM đăng ký tài khoản Facebook bằng SIM 10 số thì vẫn bình thường. Rồi để thay đổi thì mình xem sơ qua một lịch trình đang dùng SIM của Viettel. SIM 10 số Viettel mình đang dùng là cái đầu số là 0166 thì sẽ chuyển thành 036 và bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 mới đầu chuyển. Đối với tài khoản Facebook á, thì mình chuyển mình thêm số điện thoại á, thay đổi cập nhật số điện thoại á, thì nó vẫn gửi về tin nhắn cho về số cũ cho mình. Đối với Gmail thì bắt buộc phải đúng ngày á, thì nó mới gửi cái mã xác nhận từ Google về. Còn Facebook á, thì không cần đúng ngày, nó vẫn gửi về cái số điện thoại cũ cho mình. Rồi thì mình tiến hành truy cập vào Facebook. Rồi nó hỏi bật vị trí thì không bật. Rồi mình nhấn vào góc bên phải như chỗ ba gạch. Rồi mình kéo xuống và chọn cài đặt và quyền riêng tư để nó sổ xuống. Ghi sổ xuống mình chọn vô cài đặt. Rồi sau khi vào mục cài đặt mình chọn cái mục thông tin cá nhân. Thêm số điện thoại, mình nhập thêm số điện thoại. Rồi, thì mình nhập cái số điện thoại vào đầu số mới của mình. Hình như cái số của mình là 0166 thì mình là 036. 036. 036. Rồi, nhập tiếp. Khi mình nhập là đúng cái đầu số của mình ạ, rồi nhấn vô cái mục là tiếp tục, rồi mình đợi nó sẽ gửi tin nhắn tới cái số điện thoại cũ của mình để nhập cái mã xác nhận vào đó. Sau khi mình nhận được tin nhắn đó, thì mình mở mở điện thoại lên để nhập cái mã tin nhắn vào. Đối với những hạn như SIM mình dùng trên cái điện thoại này luôn á, thì mình nếu mà mình out ra và mở đọc tin nhắn á, thì nó sẽ bị đóng cái cửa sổ này thì mình không có tiếp tục nhập được. Nhưng mà mình đã thử mình đăng xuất tài khoản đăng nhập lại thì nó vẫn vẫn cập nhật cái số mới cho mình. Ở đây mình đã lấy SIM và đưa ra một cái điện thoại bên ngoài. Rồi mình nhập cái mã vào. 9 3. Rồi, sau khi nhập cái mã vào xong nhấn vô xác nhận. Nếu đúng nó sẽ thông báo là số điện thoại của bạn đã được thêm vào tài khoản. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhắn rồi mình đóng lại. Thì hiện tại mình ở đây thì mình chưa chưa thấy nó cập nhật số điện thoại thì mình back trở lại này. Back trở lại giờ nó cập nhật là hai 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 cái đầu số điện thoại cho mình này, 036 và 0166 bên dưới, thì mình vô lại trong. Rồi mình tiến hành mình có thể chọn gỡ cái số đồ
số cũ ra mình chưa gỡ thì mình muốn gỡ ra thì nó yêu cầu phải nhập nhập mật khẩu vô thì nó sẽ gỡ. Còn hiện tại thì mình sử dụng xong xong hết rồi thì khi nào cần chuyển đổi hẳn thì mình gỡ cũng được. Trên đây thì mình hướng dẫn các bạn cách cập nhật thay đổi số điện thoại Facebook. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy nội dung hay thì các bạn có thể like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ mình.